phần các bạn khánh thành đã được thực hiện xong vào sáng nay. Và bây giờ đoàn đại biểu cùng với các sư và các Phật tử sẽ mở cửa để chúng ta vào chính điện lễ Phật. Chào các bạn, hiện bây giờ mình đang có mặt tại chùa Chồng Thọp, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh để cùng dự buổi lễ khánh thành ngôi chánh điện mới và kết giới Sê Ma đã được diễn ra vào sáng nay. Sáng nay chính là phần lễ các bạn khánh thành. Ngay bây giờ mời các bạn cùng theo chân mình để chúng ta cùng vào tham dự buổi lễ ngày hôm nay nhé. Hiện bây giờ mình thấy tại khu vực lễ đường, đoàn thực hiện lễ các bạn khánh thành cũng đang bắt đầu vào sáng nay. Mình cũng xin chia sẻ lại với các bạn buổi lễ khánh thành ngôi chánh điện mới và kết giới Sê Ma của chùa Chồng Thọp được diễn ra trong 3 ngày, ngày 7, ngày 8, ngày 9 tháng 4 năm 2023, nhằm ngày 17, 18, 19 tháng 2 năm Quý Mão. Các Phật tử gần xa hãy sắp xếp công việc để đến chung vui cùng với nhà chùa và chúng ta cùng cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, gia đạo bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
Và bây giờ nghi thức cắt băng khánh thành cũng đang chuẩn bị bắt đầu rồi nha các bạn. Đoàn sẽ diễu hành từ lễ đường đến khu vực phía trước chính điện, sau đó là tiến hành lễ cắt băng khánh thành và mở cửa lễ Phật trong chính điện. Và sau đây chính là giây phút chờ đợi của biết bao nhiêu Phật tử đã và đang bắt đầu rồi nha các bạn. Đó chính là lễ cắt băng khánh thành. Các đại biểu cùng với các sư cũng đang tiến hành nghi lễ cắt băng. Và phần cắt băng khánh thành đã được thực hiện xong vào sáng nay. Và bây giờ đoàn đại biểu cùng với các sư và các Phật tử sẽ mở cửa để chúng ta vào chính điện lễ Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Các Phật tử cũng bắt đầu đến để cúng dường tại khu vực lễ đường và chính viên đá Sima.
dữ à. ប្រជាមិត្តពុទ្ធបរិស័ទនៅចំណោះជើងវត្តភ្នំសង្ក្រមស្រុកកញ្ចងរបស់ផងយើងព្រះអង្គបានខំឆ្លៀតការងារដ៏មានតម្លៃមិនថាផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយនិងកម្ដៅប្រអាទិត្យចែងចាំងយ៉ាងណានោះទេតែ Hiện tại đội Sa Giam đang chuẩn bị diễu hành quanh chánh điện và thực hiện phần diễu hành quanh chánh điện và tổng kết, các sư sẽ tổng kết sau một ngày làm việc các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đời Sa Giam, đoàn lễ tân cùng với các sư cũng vừa đi diễu hành một vòng quanh ngôi chánh điện trong ngày đầu tiên của buổi lễ khánh thành ngôi chánh điện mới. Và bây giờ tất cả đều tập trung về khu vực lễ đường để tạ ơn trời Phật đã phù hộ cho buổi lễ được diễn ra thành công tốt đẹp. Và các sư cũng tổng kết và rút kinh nghiệm, ưu điểm, khuyết điểm để đội nghi lễ sẽ thực hiện tốt hơn vào những ngày hôm sau. À, video chia sẻ các bạn hoàn cảnh của buổi lễ cắt băng khánh thành ngôi chánh điện mới và lễ kết giới Sê Ma của chùa Chông Tộp, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Ngày đầu tiên đến đây cũng xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp.